đây là xíu mại nha các bạn. Wow, đó, xíu mại bốc khói ngon, trà nóng bốc khói ngon, đó, ly từ 590, chả, đó, Uni đang chả, ngon. Đó, mà dù đang rất là đói, vẫn quay clip chia sẻ với các bạn coi, bây giờ đang ngồi đợi bánh căng quá. Đó, giờ ăn này, trời ơi, gấp miếng xíu mại nè, trời ơi, có cắt miếng xíu mại đang ngon nè. Coi được cái miếng xíu mại đang ngon này các bạn. Wow, ngon chưa? Đó, miếng xíu mại nóng hổi luôn. Đó, vô này ăn. Ngon quá em ơi. Cái này về chan nước mắm vô chứ, đẹp lắm. Đẹp quá hả? Cậu thêm xíu mại không? Đó, để bụng anh căng đi. Không, ý là gọi xíu mại ăn chung với bánh căn cơ được. Được. Hiểu không? Tức là cái này là bánh căn nè, đó đang nổi bánh căn. Cái kia là cơm hiểu không? Cái này là đồ ăn. Ngon quá. Hình như là Việt Nam mày này ăn. Anh đem ăn miếng mắm với miếng ớt em. Ngon quá. Ở cái chả có ngon không? Cái chả có ngon. Ô đó ăn ngon quá. Chắc gọi thêm xíu mại đi làm đồ ăn. Ừ, chắc gọi thêm xíu mại đi. Đó chả nhiều ớt chút nha. Ai, trời ơi, cuốn cục ớt chà bá vậy. Thôi rồi. Rồi lát đợi bánh căn ra.